Anh ta đặt một hạt giống vào ngực người phụ nữ, cho một thìa đất để lấp hạt giống. Sau đó, lại bắt đầu đưa một hạt giống vào giữa hai chân của người phụ nữ, dùng đất phủ lên trên. Họ dùng phân hữu cơ tự nhiên trên xác chết để gieo hạt. Hạt gieo theo cách này nửa tháng sau sẽ đơm hoa kết trái. Con tàu này giờ đầy xác chết. Con người giết nhau vì miếng ăn. Những người sống sót này ra ý định nhặt xác để sống sót. Họ trồng trái cây trên các bộ phận khác nhau của xác chết, để họ không chết đói trong những ngày tới, để hạt này mầm nhanh hơn. Vết thương trên xác chết là nơi lý tưởng để gieo hạt. Sau khi nhét hạt vào vết thương, máu chảy ra sẽ tăng tốc độ phát triển của hạt giống. Điều này giúp tiết kiệm bước bón phân. Rất nhanh hạt giống được trồng sớm bắt đầu nảy mầm. Có vẻ như tốc độ phát triển nhanh gấp hàng chục lần so với những gì chúng ta thường trồng trong đất. Rồi những cây con mọc lên không còn chỗ dựa trên xác chết. Lúc này, ông lão nghĩ ra một cách khác. Ông ta cạo xương ra khỏi xác chết bằng dao dựa, sau đó đặt nó trong lò nhiệt độ cao. Xương bị nghiền thành bột sau khi đốt ở nhiệt độ cao. Ông già nhặt chúng làm đất gieo hạt. Cứ như vậy cây giống đã trồng được cấy vào hộp, không còn lo lắng về phân bón. Nhưng mỗi ngày trôi qua, họ đã rất nhanh ăn hết thịt, nhưng gà chưa đẻ trứng, rau mầm chưa mọc, cứ thế này thì chết đói mất. Thế là cuộc đấu đá lại bắt đầu. Kẻ biến thái nhịn đói 10 ngày muốn ăn thịt người. Hắn cầm súng dọa phụ nữ cởi quần áo, khi đã sẵn sàng để động thủ. Bất ngờ, người phụ nữ cắn vào tay. Trong cơn tuyệt vọng, kẻ biến thái nhặt khẩu súng lục trên bàn, hướng khẩu súng vào đầu của người phụ nữ. Nhưng anh ấy cũng bị cắn đứt một bên tay. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến sự thèm ăn của anh ấy một chút nào. Nhưng thịt phụ nữ dường như không đủ ngon, thế là lại bắt đầu tìm kiếm con mồi mới. Ngay sau đó, một người phụ nữ khác tiểu Mỹ đến. Điều này được biến thái kích thích. Chẳng mấy chốc, anh ta dồn tiểu Mỹ vào chân tường. Đối mặt với những kẻ đã xâm phạm, tiểu Mỹ ngay lập tức nói với bản thân rằng cô ấy đang mang thai để tự bảo vệ mình. Nhưng điều đó không ngăn được tên biến thái, bởi vì ngoài ông ta còn có thị trưởng đã chết, và con trai của thị trưởng cũng tham gia, cho nên là của ai thì không biết. Thấy rằng tiểu Mỹ sắp trở thành thức ăn, đột nhiên tiểu soái xông vào. Tên biến thái ngay lập tức chỉ tay vào tiểu soái. Ngay khi cả hai đối đầu nhau, tiểu Mỹ bước tới và giật lấy khẩu súng của biến thái, bóp cò vào tên biến thái. Biến thái ngã lăn ra đất lấy cơm hộp như thế này. Sau đó, thịt của anh ta bị cắt ra, thức ăn cho hai người. Nhưng thức ăn rất nhanh đã ăn hết. Lúc này trên thuyền chỉ còn lại hai người bọn họ. Không có cách nào, tiểu soái có ý tưởng nhắm vào con gà mái. Tuy nhiên, con gà mái chính là thứ mà tiểu Mỹ sẽ dùng để ấp trứng. Ăn nó tức là đứt đường sau này. Để ngăn tiểu soái, tiểu Mỹ cắt thịt trên cánh tay của mình, đưa nó cho tiểu soái. Nhưng tiểu soái không hài lòng với việc ăn thịt của tiểu Mỹ, vẫn vươn móng tới con gà mái. Ngay khi anh ta cầm con dao lên và chuẩn bị tấn công, tiểu Mỹ chộp lấy chiếc rìu bên cạnh và chém tiểu soái. Tiểu soái như vậy mà ngã xuống. Lúc này, người phụ nữ lại giơ dao lên, cắt tiểu soái thành từng mảnh. Vì vậy, thức ăn của cô cũng được giải quyết. Sau một thời gian, cuối cùng vườn rau cũng đơm hoa kết trái, con gà mái cũng đẻ trứng. Phụ nữ cuối cùng cũng không phải lo miếng ăn. Cô nhặt quả trứng và nuốt sống. Sau đó, cô ấy đào khoai tây trong đất ở bên cạnh, ăn xong có thể cung cấp dinh dưỡng cho thai nhi. Đó là khi dạ dày của cô bắt đầu di chuyển, hình như vừa kịp cung cấp dinh dưỡng cho sinh ngay. Người phụ nữ chỉ có thể chịu đau một mình để sinh con. Với tiếng khóc, một bé trai chào đời. Nhiều năm sau, con tàu vũ trụ vẫn trôi nổi. Lúc này gà con đã nở, cánh đồng rau ngày càng phát triển. Những thứ này đủ nuôi mẹ con họ cả đời không lo nghĩ. Nhưng thời gian tốt đẹp không kéo dài được lâu. Một ngày nọ, cậu bé nhặt được một khẩu súng dưới đất. Anh ta đã mang theo khẩu súng kể từ đó, lấy nó ra bất cứ lúc nào, ngay cả mẹ cũng không thể ngăn cản anh ta. Điều kỳ quặc hơn nữa là kể từ khi anh ta vươn móng vuốt về phía mẹ mình, thật là biến thái. Bạn đoán xem nó là loại gì?